Hello bạn ơi, hôm nay mình rảnh mình chiết một cây huyết cựu dụ á. Cây huyết cựu là một cây loại cái đỏ này nha. Mình cắt cho bạn, mình chỉ bằng cách chiết sao và để tháng năm bạn có một vài tháng mình có một cái cây mới để bằng để dành tiền xây được tiền nha bạn. Dạ ok, giờ mình cắt cái nhánh nhỏ này đi. Mình chiết ra nha. Mình sẽ chiết ra thế nào? Một. Mình chiết ra bình đầu mình trồng vô một cái chậu. Mình cho vô một cái chậu rồi mình sẽ làm cái nào nha bạn. Cái đây rất là dễ trồng, cây này nó mới khó đó bạn. Mình trồng rất là dễ. Mình cứ cắt ra mình cầm xuống đất thôi, nó lên thôi nha, thì khi mua tốn tiền đó. Mình cắt ra mấy cây này ra cho bạn rồi mình sẽ trồng xuống, cách trồng xuống sau đó bạn, rất là dễ, nó không khó, rất là dễ trồng đó. Mình cắt ra 4-5 cây gì đó rồi mình cầm xuống nha. Mình sẽ cầm xuống thì thời gian bao lâu nó sẽ lên nha bạn, rất là dễ lắm bạn ơi. Các bạn giờ mình cắt 4 cái cây này ra đó bạn. Cái loại cây này bạn không có cần lột da lột giết gì hết, bạn cứ cắt ra bạn cắm xuống đất thôi, hoặc là bạn bỏ trong bình nước lạnh, bạn cắm trong nước, trong mấy cái chậu nước và bơm mấy bình nước cũng được, nó cũng mọc rễ hết. Cái cây này rất là dễ trồng, do đó bạn không cần mua nhiều, bạn cần trồng một cái mấy nhánh đầy đủ rồi thì sau một năm sau mấy tháng sau nó lên rất là nhiều cây bạn đó. Bạn chỉ cắt ra rồi sau đó bạn cắm vô thôi nha, bạn cắm vô đất này thôi, bạn cắm vô cái bình đất này là bình thường, không cần phân gì hết, bạn cứ cắm vô rồi trong vòng mấy tháng sau á là nó sẽ mọc rễ ra đầy các bạn. Cái loại cái cây huyết dụ nó rất là dễ trồng, bạn cứ cắm thôi nha, bạn cắm đó, bạn cắm đầy sái cho nè đó, mình cắm thấy chưa, mình cắm vô thôi, bạn không cần bỏ đất, bỏ vô cắm vô rồi bạn nhớ bạn để trong mát, bạn để cái chỗ nào nó che lại, bạn đừng có cần, bạn không có nên để ở chỗ mình nắng nha. Tất cả các cây chiết, những cây gì đó là cây con là nó không có để ngoài nắng được, nó sẽ bị chết, do đó mà để trong cái chỗ tối nha, một chỗ tối và cái chỗ che nên cho đừng có nắng đó bạn, rồi sau đó bạn bỏ vô trong gốc cây để trong thời gian không bao lâu nữa thì nó sẽ ra rễ, rồi giờ mình giác cho gốc cây mình để cho bạn nha. Chứ bình thường thì thôi, bạn không cần che cái thùng gì lên hết, cái cây này nó không cần che gì hết, bạn cứ cắt ra rồi bạn cắm xuống đất thôi, rồi bạn để đại khái cho mình đi đó, bạn cứ cắm vậy thôi, là trong vòng mấy tháng sau á, khoảng 3-4-5 tuần mình sẽ trở lại nha, rồi bạn coi thế nào cái cây nó có ra rễ hay không thì cho mình đợi tới trong 3-4 tuần nha bạn. Nhưng mình sẽ có lòng chút xíu nha, không có nôn nóng nha bạn. Rồi sau 4-5 tuần mình trở lại, thân thử mình trở lại mình coi cái cây nó thế nào nha. Ok bạn ơi, giờ có thời gian mình cũng được 7 tuần rồi các bạn. Giờ mình trở lại cây hồi xưa mình cắt ra mình chiết cây huyết dụ các bạn. Thì mình coi nó có cảm giác thế nào, nó có ra rễ nhiều hay không nha. Đúng 7 tuần rồi, 8 tuần rồi đó bạn. 8 tuần mình giờ mình lấy ra nha. Nó cây này đúng 8 tuần rồi đó. Thì mình lấy ra, mình coi cho mình nó có rễ được bao nhiêu và nó có phát triển thế nào nha bạn. Cái cây này nó rất là dễ trồng, bạn không cần bỏ gì hết, chỉ cần cắt cắm xuống đất là thôi nha. Giờ mình nhổ cái cây nhỏ đang dục hết đi, nó tám trùng rồi đó, giờ mình nhổ thôi. Giờ bạn làm này thì bạn để dành tiền nhiều lắm, bạn không cần đi mua nữa nha. Mình nhổ cứng dữ chặt, cứng lắm mọi người, sẽ đứt rễ nè, mình sẽ đứt cái rễ trong mình. Nó được 8 tuần thì nên nghĩ nó ra rễ cũng ok đó, 2 tháng là nó mạnh rồi. Nhưng bạn nhổ cẩn thận, cái cây này nó rất dễ trồng, bạn chỉ cần cắt ra bằng cắm xuống thôi nha. Đúng quá. Rồi lên một rễ rồi. Đây mình thấy chưa? Cái rễ nó màu trắng nhưng mà ơi, nó màu trắng nó rất là đẹp. Đó, mình để đây cho đi. Nó lên rễ cũng đều lắm, không sao đâu, cũng dễ trồng lắm, cái này cũng khó đâu. Mình nhổ là lên hết á. Nhổ lên hết nhưng mà đừng nhổ mạnh quá nha, nhổ cả nó đứt sập luôn đó. Đó, lên hết rồi. Đó. Mình thấy chưa? Nó lên dễ lắm, nó lên hết trơn. Những cái lớp rễ nó lên thì bạn trồng xuống cái chậu được rồi, kiếm cái chậu lớn mà bỏ vô nha. Giờ mình xách những công chúa này vô mình trồng trong chậu lớn nha. Mình đồng hết mấy công chúa này, 4 công chúa này vô trong chậu lớn thì trong vòng mấy tháng sau thì bạn sẽ thấy nó phát triển thế nào. Nó rất là để dành tiền bạn nhiều lắm. Cái cây này giá vậy nhưng mà nó rất là đẹp. Và bạn có thể trồng trong nhà, và bên cửa nhà, và cầu thang, và để trong nhà phòng khách, phòng ngủ, phòng gì cũng để được hết. Và có để cho chân trong cái chỗ làm việc nha bạn. Cái màu rất là đẹp nha bạn. Giờ mình trồng cái chậu vô cái chậu 5 gallon này nha. Cái cây này nó cần cái chậu lớn. Bạn được cái chậu nhỏ thì cái cây này nó cao lắm, nó không có nhỏ đâu, nó không thấp đâu. Nên bạn trồng vô cái chậu lớn cho mình. Cái chậu lớn rất là tốt nha bạn. Trồng chậu lớn thì nó rất là phát triển. Còn nếu các bạn trồng cái chậu nhỏ quá đó thì cái cây này nó lớn lắm, nó lớn, nó cao, nó đẹp lắm, nó không phải nhỏ đâu. Bạn trồng cây lớn thì bỏ đất tốt tốt cho nó thì nó rất phát triển rất là tốt. Nhưng chừng kể vài tháng thì bạn thấy nó cao, trồng lên đẹp lắm.
đó. Có mùa này, tháng này là mình cái cây này nó sống, nó quanh năm mùa nào nó cũng sống hết. Bạn không có cần thiết chăm sóc mùa lạnh, mùa nóng, mùa hè, mùa gì nó cũng sống hết bạn ơi. Mình để trong nhà, do đó mình trồng trong nhà được quanh năm nó đẹp hoài thôi. Vẫn cứ là lâu lâu cho anh miếng nước ha, miếng nước thôi không cần nhiều, cho nó miếng nước rồi nó đủ sức rồi. Nó có rễ nó rất là nhiều. Cái cây này rễ rất là mạnh nha bạn. Nó không có rễ yếu đâu, rất là mạnh, rễ rất là nhiều rễ lắm á. Nó phát triển rất là mạnh nha, do đó bạn phải cần cho đất nhiều lên nha bạn. Mình cho đất nhiều lên thì nó mới đủ cái sức của nó. Còn nếu mà cái chậu nhỏ quá thì nó không đủ, nó không đủ này nó sẽ chết nha bạn. Nó không phát triển đứng hoài đó. Do đó bạn cho cái lớn lớn cho mình đi, cho cái chậu lớn lớn chừng 5 gallon nha bạn. 5 gallon thì cái chậu nó vừa cho nó đó, nó vừa cái khoảng cách cho nó chịu được cái sức của nó lên đó. Còn mình cứ chơi cái chậu còn gallon thôi thì cái cây nó không có phát triển nhiều đâu. Nó cứ dại dại hoài, nó còn chết nữa. Nó không đủ sức thì nó sẽ chết. Do đó mình kiếm cái cây lớn lớn, cái chậu lớn lớn mình trồng vô thì cái cây nó phát triển rất là mạnh. Nó mình trồng rất là dễ, mình cứ bỏ đất bằng lấp thôi. Là nó rất là cao, chừng vòng 3 tháng sau, 2 tháng sau là nó cao trồng nhồng đó bạn. Nó nhảy ra mấy cái đợt con thì cái cây rất là đẹp bạn. Đó cái cây mình trồng ở chậu khi đi ha. Rồi thì mình thấy trong vòng 2 tháng sau cái cây nó sẽ lớn thế nào nha bạn. Mình coi mình nha, mình để 2 tháng sau mình để trong cái chỗ cái góc như này, rồi 2 tháng sau mình để cái hồ cá thôi. Hồ cá nhỏ mình đây, mình để 2 tháng sau. Mà 1 tháng sau mình trở lại mình coi cái độ phát triển thế nào nha. Cứ để đi rồi nó giờ ra này mình để rồi bên ngoài nắng được rồi. Nha, giờ mình bắt đầu mình để cho tầng 3 tháng 2 tháng sau mình 1 tháng rưỡi, 2 tháng mình coi nó được bao nhiêu nha bạn. Ôi bạn ơi, giờ đúng 1 tháng rưỡi sau thì cái cây nó phát triển lên được bao nhiêu feet nha bạn coi nha. Đó, giờ mình để cái đúng là gần 1 tháng rưỡi 4 tuần. Thì cứ 3 4 5 tuần gì đó. Cái cây nó bắt đầu nó phát triển lại, cái cây này giờ thành cũng 5 feet rồi đó bạn. Hồi xưa có 2 feet mấy thôi. Thì đúng chừng cỡ 3 tuần thì bạn sẽ 4 tuần, 5 tuần thì bạn có một cây dày chừng 5 feet. Bạn thấy không? Rất là đẹp. Chứ bạn không cần đi mua mấy cái cây mà mất tiền còn về bằng trồng mà cắm xuống cũng được rồi. Bạn chỉ cần một cái nhánh cây thôi, bằng cắm xuống 4 nhánh thôi thì trong vòng một mấy tháng sau thì bạn sẽ có một cái chậu bông rất là đẹp. Thấy không? Bạn rất là đẹp và không cần làm cái gì hết đó. Bạn rất là xây tiền nhiều lắm. Cái chậu này nếu bạn ra ngoài mua là 6 mấy đồng đó bạn, 6-70 đồng cái chậu này không rẻ đâu. Thì bạn cần 4 cái nhánh nhỏ thôi thì nếu mình cắm xuống dòng mình đánh sau là bạn có nguyên một vườn rất là đẹp, cái vườn cây rất là đẹp. Bạn để trong mấy cái phai đô hoặc là những cái dàn tre, những cái bọn đóng, những cái tinh tre nhỏ mình để lên cái bàn hoặc đâu đó thì rất là đẹp cho bạn mà rất là thơ mộng bạn nha. Đó mà thấy chưa, thì trong vòng 4 tháng thôi, cho trong vòng cho đi trong vòng có tháng rưỡi 2 tháng thì bạn có một cây mới liền, nó lên rất là đẹp cho bạn. Do đó bạn để dành tiền rất là nhiều nha bạn. Mình chỉ bằng cách trồng cây huyết vụ nha. Rồi chúc bạn thành công nha. Rồi cái gì comment cho mình nha. Rồi có gì bạn ủng hộ cho mình video này nha. Cảm ơn bạn nhiều. Mình có những động lực mình làm tiếp những video mới nha bạn, đang giúp bạn mình nha bạn. Rồi mình mới ra nghề thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn nhiều lắm nha. Bye bye bạn. Rồi chúc bạn một ngày mới. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bye bye.